Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái bước để liên hệ với Google hoặc là YouTube ấy, nếu như là kênh của bạn đã bị hack hoặc bị xóa kênh các thứ ấy. Trước khi mình làm cái video này ấy, thì mình nói chung là cũng nghiên cứu một chút là những cái kênh bị hack gần đây ấy, trên YouTube ấy. Rất là nhiều nhé. Ví dụ ở Việt Nam mình có kênh Kiến thức thú vị này, Đoàn Hồng Giang này, Anh em TV này, Chân Đất này, Mình là Hường này, Cường làm phim nghiệp dư này, Trấn Thành Thao này. Tuấn Tiền Tỷ. Nói chung là đây là chỉ là mới kiểu mới mình search là những cái kênh người ta làm video mà hướng dẫn thôi. Tức là người ta làm video nói về cái việc là bị hack kênh thôi. Mình nghĩ là tin chắc là còn rất là nhiều nữa. Còn rất là nhiều kênh khác nữa ở Việt Nam. Thế cả trên thế giới thì cũng có nhá. Mới gần đây thôi, cách đây hình như được một tuần hay sao ấy. Kênh Linus Tech là một cái kênh rất là lớn, hơn triệu sub ở trên YouTube, thì cũng bị hack. Sau đó là livestream tiền ảo của Elon Musk ấy. Sau đó là bị xóa kênh. Thì nói chung là tất cả những cái kênh này thì họ đều có thể lấy lại được kênh. Thì cái cách thức họ lấy lại ấy, thì mỗi một kênh thì sẽ khác nhau. Tuy nhiên là có một số cái chung, đó là bạn sẽ phải liên hệ với lại YouTube, bộ phận hỗ trợ của YouTube để họ khôi phục lại kênh. Bởi vì thường ấy là khi mà bị hack kênh ấy, thường nó sẽ hack luôn cả Gmail các kiểu, tức là đổi địa chỉ Gmail rồi là đổi số điện thoại, xác minh các thứ luôn, coi như là bạn chẳng làm được gì hết. Thì khi mà bạn không làm được gì ấy, thì bạn còn một cách là bạn có thể liên hệ với lại YouTube bằng những cái tài khoản khác nhé, tài khoản mạng xã hội khác hoặc bằng những cái Gmail khác, thì họ sẽ khôi phục kênh cho bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một số cái kinh nghiệm để làm, bởi vì kênh của mình thì cũng từng bị khóa, bị xóa ấy. Thế là mình cũng liên hệ với lại YouTube, bộ phận của YouTube qua một số cái cách nhé. Mình thử một số cách thì mình thấy có những cái cách nó hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Nhưng mà nói chung là cố gắng, các bạn cố gắng làm sao bảo mật cái kênh cho tốt nhé. Tại vì làm YouTube thì nó là một cái nghề rất là mong manh ấy. Ở trên YouTube mà kênh càng to thì bạn sẽ nhận được nhiều những cái lời đề nghị quảng cáo này, rồi là kiểu đề nghị tài trợ này các thứ ấy. Trong những cái đó, ví 100 cái lời đề nghị đấy thì có khi chỉ 10% là thật thôi, còn lại đa số là lời đề nghị kiểu fake ấy. Lời đề nghị để mà bạn để có thể hack kênh của bạn ấy. Đặc biệt là những cái mà liên quan đến quảng cáo tiền ảo này, quảng cáo up game này, rồi là những cái deal nào đấy mà nó nghe có vẻ rất là kiểu rất là hời ấy. Đấy thì các bạn nên cân nhắc xem xét kỹ. Tí mình sẽ chỉ cho các bạn những cái email lừa đảo các thứ. Ví dụ mình mới nhận được một cái ở Zalo đây nhá. Mình nhận được Zalo đây. Nhắn tin cho mình nhưng mình chưa đồng ý kết bạn với cái bạn này nhá. Bạn này tên là William, mình không biết là William là thật hay giả thôi, nhưng mà mình nghe có mùi thôi, có mùi lừa đảo. Đây, xin chào, xin lỗi đã làm phiền bạn. Tôi đã xem một số video YouTube của bạn, vì vậy tôi liên hệ với bạn. Chúng tôi là công ty chuyên phát triển các ứng dụng blockchain và trang 3, tức là vào web 3 ấy, web 3.0 ấy, họ dịch ra. Xong rồi giao dịch tiền điện tử NTF mạnh mẽ, tiến hành các chiến dịch quảng cáo. Chúng tôi muốn hợp tác và giúp chúng tôi quay video và trình bày sản phẩm. Có cơ hội làm việc với bạn không? Đây là một kiểu mà mình đánh giá là tương đối là rủi ro, đâm ra mình quyết định là không có reply, không có liên hệ đồng ý gì cả. Nếu như bạn này mà bạn xem được video của mình ấy, thì mình cũng thông báo với bạn luôn là mình không nhận những cái dịch vụ nó như quảng cáo NFT, rồi là tiền ảo, rồi là những cái deal liên quan đến game, bởi vì mình không hiểu những cái đó, đâm ra mình không không nhận. Đây là một thôi. Thế còn ở trên email thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều nhé. Bạn nhận được rất nhiều thứ để mình chỉ cho các bạn ở trong cái hộp mail của mình nhé. Thông thường ấy là khi mà các bạn nhận được một cái email ấy, các bạn từ từ mở ra nhé, bởi vì Google, YouTube ấy nó sẽ trước tiên là nó sẽ đánh giá là cái email đó có kiểu có xu hướng lừa đảo hay không. Bởi vì nếu mà nó lừa đảo ấy, nó sẽ đánh dấu đỏ, bởi vì cái bọn lừa đảo ấy nó sẽ gửi cho bạn rất là nhiều email, tức là gửi cho rất là nhiều người. Nếu mà Google thì nó sẽ có cái chức năng nó lọc cái đó. Bạn sẽ vào cái phần ví dụ mình sẽ vào cái phần spam để cho các bạn xem nhé. Một này, AudreyJXD Fun này. Đó, đây là một cái email mà gửi từ Gmail, tức là Gmail thì miễn phí tìm kiếm sự hợp tác. Đây mình kích vào mình xem rồi nhé. Các bạn có thể kích vào xem thì vẫn vô tư không sao cả. Đây, xin chào, tôi là quảng cáo của này, tôi liên hệ với này, đăng ký kênh YouTube của bạn, sản xuất video chúng tôi trả này. Nhiều bạn thì ok, trả lời lại, sau đó bắt đầu nó mới gửi những cái thông tin mã độc cho bạn. Đây là một này. Hai nữa này, đây. Hi, how you doing? My brief is take care. Ok, không có.
đây Akan này, Akane Manager này. Đây các bạn nhìn nhá, những cái những cái đuôi email mà nó có đuôi là a+wp.pl này, xong rồi centrum.pz này, xong rồi cái những cái link tinh ấy thì đa số là đều lừa đảo nhá. Ví dụ cái này. Đấy, các bạn nhìn này, Google nó tự thông báo là cái này email này rất là nguy hiểm nhé. Đừng có mở đường link rồi ấn mở ảnh sản phẩm gì cả. Đây, Lucas này, Artwork Arcan Studios Paralyzing này. Nói chung là linh tinh. Các bạn nhìn như này là các bạn đừng bao giờ bạn trả lời email này hoặc là bạn tương tác với cái email như này nhé. WP.PL này. Mình back lại nhé. Còn nhiều lắm. Partnership này, Han Donald Sun này. Đây. Mình không mở cái video này. Video này đuôi cnam.cz này. Đó. Cái những cái đuôi email kiểu này đa số 99,99% là lừa đảo thôi. Đó là các bạn đừng có kiểu động vào những cái email đó, đừng có tương tác vào những cái email đó. Là một. Với thứ hai nữa là các bạn phải chú ý là khi mà các bạn hoạt động trên cái môi trường mạng ấy thì các bạn cố gắng giữ cho cái máy tính của bạn càng sạch càng tốt. Sạch bằng cách là bạn kiểu không kích vào đường link lung tung rồi không vào những cái trang web xem xxx các kiểu ấy thì nó sẽ an toàn hơn cho cái tài khoản của bạn. Với ba nữa là các bạn nên bật cái tính năng xác minh hai lớp ở cái Gmail thì có ai đó nếu mà cố gắng truy cập vào cái Gmail các thứ của bạn, account Google của bạn ấy thì bạn sẽ được thông báo và bạn sẽ xử lý được. Còn nếu như mà không xử lý được ấy thì phải làm đến cái bước cuối cùng là liên hệ với bộ phận hỗ trợ của YouTube. Ok, đơn giản thế thôi, tức là làm nào để đừng bị hack. Thế còn một cái nữa là khi mà bạn làm YouTube ấy, thì khi mà kênh của bạn lớn rồi ấy, thì bạn sẽ có thêm những cái người trợ giúp bạn. Ví dụ như là video editor này rồi những cái người mà tạo bạn mời để làm subtitle các thứ ấy, thì bạn nên phân quyền cho những cái người đó là chỉ được kiểu edit video thôi, còn bạn vẫn giữ cái quyền chủ kênh, tức là owner ấy. Thì khi mà bạn có gì vấn đề gì xảy ra với những cái kênh kia ấy, thì bạn có thể dùng cái quyền chủ kênh của bạn để bạn lấy lại kênh. Đấy. Chứ còn nếu mà bạn kiểu giao cho người ta tất cả các thứ, mật khẩu các thứ ấy, thì khi mà có vấn đề gì xảy ra thì các bạn sẽ ok thôi, nói về những cái đấy thôi. Thế còn bây giờ cái cách mà liên hệ với YouTube ấy thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn nhé. Mình ví dụ cho các bạn bạn có sẽ có mấy cách để liên hệ với YouTube. Đầu tiên ấy là các bạn sẽ dùng ở ngay trong cái studio của bạn nhé. Nếu như bạn còn một cái kênh YouTube nào đó thì các bạn sẽ đi vào YouTube Studio. Ví dụ cái kênh này của mình là kênh chưa bật kiếm tiền gì cả nhé. Còn bạn bật kiếm tiền rồi thì nó vẫn có cái chức năng giống như thế này. Đâm ra là các bạn không phải lo là kênh của em chưa bật kiếm tiền hay là bật kiếm tiền. Nhưng mà đa số những kênh bị hack ấy là những kênh bật kiếm tiền rồi, to vãi chưởng rồi. Thì ở trong đây bạn sẽ nhìn lên ở trên cái góc phải của màn hình nhé, của cái YouTube Studio ấy. Đợi một tí này, nó đang load rồi. Đây, nó sẽ có cái nút này Chat with Creator Support, tức là bạn sẽ ấn vào đây để bạn có thể nói chuyện với cái người hỗ trợ của YouTube. Bạn ấn vào đây, nó sẽ cho bạn này. Nó hiện ra một cái cửa sổ chat và nó sẽ nói này. Đấy, SMP này. Đây là cái trí tuệ nhân tạo thôi. Bạn muốn nói chuyện về cái gì thì bạn ấn vào đây, họ sẽ support bạn. Ví dụ bài YouTube này, rồi something else này, bạn ấn vào chỗ này. Sau đó bạn tiến hành, bạn chat với người ta, bạn nói với người ta, trình bày với người ta kênh của tôi bị hack rồi thế này thế kia, thì người ta sẽ hỗ trợ bạn. Đây là cái phương án thứ nhất nhé. Tuy nhiên là có một số bạn thì chỉ có một kênh YouTube thôi thì nó lại hơi vất vả, vì một kênh YouTube nó hack rồi thì bạn không vào được trong cái YouTube Studio này luôn. Ok, nếu như bạn không vào được YouTube Studio thì các bạn sẽ có cái phương án thứ hai, đó là các bạn lên Twitter nhé. YouTube nó có một cái tài khoản Twitter chính thức của YouTube, đó là Team YouTube nhé. Các bạn có thể lên Twitter để bạn tìm. Thì để mà tạo một cái tài khoản Twitter thì nó rất là đơn giản, bạn chỉ cần có Gmail thôi là bạn có thể tạo được cái tài khoản Twitter. Ví dụ mình thì có cái tài khoản Twitter ở đây. Mình đã mấy lần mình bị kiểu có vấn đề với YouTube ấy, đó là mình đã tweet và người ta đã trả lời mình và có nhắn tin cho mình rất là kiểu kỹ càng ấy. Ví dụ ở đây, đây nhá, ví dụ bạn muốn, tức là bạn muốn liên hệ với team YouTube thì bạn gõ vào đây. Team YouTube nhé, cái xác nhận nút vàng này nhé. Các bạn nhớ mà kiểm tra kỹ, không có nhiều team YouTube đều. Đây, team YouTube này, đấy. Bạn muốn này, bạn muốn nói cái gì với người ta thì bạn sẽ gõ vào cái dòng tweet của bạn ấy. Đây, bạn nhấn vào đây vào tweet này nhé. Sau bạn sẽ ấn A còng, đây là team YouTube này. Tweet đến team YouTube, ví dụ mình, bạn có thể nói là hello my channel gì đây was hacked. Bla bla bla, đề nghị bạn xem xét rồi hướng dẫn tôi làm nào để tôi lấy lại kênh. Đó, kiểu như thế thì họ sẽ trả lời cho bạn. Đây là cái phương án mà hôm trước mà cái bạn
Cường ấy. Hôm trước Cường làm phim người dư cũng bị hack kênh hay bị xóa hết kênh. Thế là xong rồi anh em thì hướng dẫn bạn Cường vào Twitter để tweet, rồi anh em cũng vào tweet lại để giúp đỡ kênh của Cường ấy. Thực ra thì cũng không cần phải anh em vào tweet đâu, mình chỉ cần là chủ kênh ấy, mình tweet với lại cái team YouTube này. Nếu như mà họ xem xét, ok họ xem xét thì họ sẽ nhắn tin cho bạn. Ví dụ trong phần message này họ sẽ nhắn tin cho bạn là đây, glad to know này. Đấy, mình có nhắn tin đấy nhé, team YouTube nhắn tin trực tiếp với mình này. Đấy, sorry này. Đây là mình có những cái nhiều vấn đề khác. Nhiều cái vấn đề khác mình chat với người ta, mình nói chuyện với người ta. Thì đây là một cái kênh rất là hữu ích nhé, để các bạn có thể liên hệ với YouTube khi mà kênh của bạn có vấn đề gì. Còn một cái nữa nhé, tức là bạn nếu mà bạn search ở trên YouTube ấy, how to contact YouTube support, bạn lên Google bạn search nhé, thì đây bạn sẽ có cái đường link này, get in touch with YouTube creator support team. Bạn có thể ấn vào đây, hoặc là YouTube nó có cái chỗ contact us này, đây, policy. Nó có rất là nhiều cái nhé, ví dụ ở đây bạn có này, kéo xuống này, YouTube Partner Program này, Policy này, Content ID Account này, tất cả rất là nhiều. Hoặc là quay trở lại cái trang tìm kiếm ở đây, Contact Us này, YouTube này. Đó. Contact Us thì họ sẽ cho mình những cái địa chỉ để mình có thể contact, tức là để địa chỉ để mình liên hệ tùy theo cái vấn đề của mình. Media Relation này, Security Legal này, Copyright này, Additional Contact Information này, địa chỉ của YouTube ở đâu này, số điện thoại luôn. Nếu bạn nào ở Mỹ hoặc là bạn ở Việt Nam bạn muốn gọi được cái, à đây là cái số fax, không phải số điện thoại. Thường thì họ sẽ chỉ liên hệ qua email thôi, các bạn cố gắng làm nào để liên hệ qua email để hỗ trợ. Đấy thì đấy là những cái phương tiện hỗ trợ bạn khi mà kênh của bạn mà bị kiểu bị hack ở trên YouTube. Mình không biết là bao giờ thì kênh của mình sẽ bị hack hoặc là bị mấy bạn report xấu. Mấy hôm trước có nói chuyện với một bạn ấy, là bạn ấy build một cái kênh làm kiểu về quay phim về BA các thứ ấy, mở hàng BA ấy, mà cứ up video lên là sẽ bị một bên kiểu report đánh sập kênh. Bạn ấy sợ, bạn ấy không dám cả làm kênh YouTube luôn. Thì mình thì cũng khuyên bạn ấy là bạn ấy cứ làm thôi. Còn khi nào mà bị report ấy thì bạn có thể liên hệ với YouTube. Nhưng mà nói chung là bạn đấy thì còn comment là mình thiếu trải nghiệm rồi thế này thế kia, thiếu kinh nghiệm. Thực ra mình cũng chưa có ai kiểu chơi xấu mình ấy, report liên tục ấy, chỉ có một số người report kênh của mình là kênh của mình bị khóa, chắc là bị report xấu, thì mình có liên hệ với YouTube thì họ lại mở lại kênh bình thường thôi. Còn mình, bản thân mình thì chưa trải qua việc bị hack, nhưng mà chắc là cũng không sớm thì muộn thôi. Bởi vì làm việc trên cái môi trường internet này thì bạn sẽ phải nhận rất là nhiều những cái email, rồi phải lọc các lừa đảo các thứ. Mình thì kiểu muốn an toàn ấy, đâm ra là mình chỉ nhận những cái deal nào mà mình kiểu biết chắc chắn ấy, hoặc là những cái kiểu giống như là loa nước này này. Ví dụ những cái loa này chẳng hạn ấy, thì người ta gửi cho mình ấy, thường người ta sẽ gửi thông tin từ cái gọi là chính hãng, tức là từ cái website, theo cái domain cái website của người ta, mình mới ok, mình mới tiếp nhận thông tin. Và trước khi mà mình tải cái gì hoặc là giải nén cái gì mình cũng rất là rón rén, cẩn thận ấy, bởi vì dễ bị lừa vãi trưởng. Ok, video ngắn thế thôi. Trời hôm nay rất là đẹp, đâm ra là có khi sẽ đi chơi thay vì việc làm video tiếp. Chúc kênh của các bạn sẽ không bị hack, và nếu như có bị hack thì các bạn có thể lấy lại được kênh với những cái phương tiện mà mình vừa đưa cho các bạn. Những cái này nó rất là đơn giản thôi. Bạn nên tạo ra nhiều cái nền tảng để bạn có thể liên hệ với, qua lại ấy, chéo nhau ấy, để cho mà không có mà kiểu mất một cái thì bạn còn cái khác ấy. Chứ còn đừng có bỏ tất cả vào một cái, kiểu dùng tất cả vào một cái mật khẩu ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye. We'll be right back.